Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế, đặc biệt là tin tức về vấn đề Đài Loan. Thì chúng ta đã biết là hiện nay Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có cái mối căng thẳng rất lớn về vấn đề thương chiến lên tới hàng hóa hàng ngàn tỷ đô la, và do đó là đã có những cái sự kình địch. Thì tin mới nhất là Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật là cấm mua hoặc là sử dụng các bản đồ mà vẽ Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Thì có thể nói rằng đây là một cái động thái gây căng thẳng mới nhất, và bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là sẽ phải sử dụng hai bản đồ khác nhau. Tức là nếu nói về Trung Quốc đại lục thì phải sử dụng bản đồ chỉ có Trung Quốc đại lục, không có đường lưỡi bò chính điểm, cũng không có Đài Loan ở trong đó. Thì được biết là Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 7 đã chuẩn thuận một cái dự luật là nghiêm cấm Bộ Ngoại giao sử dụng các bản đồ mà miêu tả là Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tức là sau khi mà thành luật thì phía Hoa Kỳ phải hủy bỏ những cái bản đồ mà có lẫn lộn vừa Trung Quốc vừa Đài Loan, thì phải sử dụng một là bản đồ nói về Đài Loan không dính dáng gì tới Trung Quốc, hoặc là bản đồ nói về đại lục Trung Quốc nhưng mà không dính dáng gì đến Đài Loan. Còn những bản đồ mà cố tình vẽ cả hai thì sẽ không được mua bán, không được sử dụng. Thì đây là một cái đòn đánh vào cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì có thể nói rằng với cái sự biểu quyết 217 phiếu trên 212 phiếu chống đối thì cái dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ. Thì dự luật này được bảo trợ bởi các dân biểu đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như là ông Tom Tiffany, Steve Chabot, Scott Perry, Kat Carmack, Mike Gallagher. Thì có thể nói là với cái dự luật này đã cấm Bộ Ngoại giao nói chung là không được sử dụng ngân sách để mua những cái tài liệu, những cái bản đồ mà vẽ mập mờ vừa Trung Quốc vừa Đài Loan. Thì có thể nói rằng theo ông Tom Tiffany thì nói rằng Trung Quốc là Trung Quốc, còn Đài Loan là Đài Loan. Đài Loan là một vùng lãnh thổ, một quốc gia riêng biệt, có tổng thống riêng biệt được bầu bởi dân Đài Loan, có quốc hội, có hiến pháp riêng biệt, có quân đội riêng biệt, cho nên Đài Loan là một quốc gia riêng biệt và không nên nhập nhằn. Nó là một tỉnh của Trung Quốc, vì trên thực tế thì Đài Loan chưa bao giờ là một tỉnh của Trung Quốc Cộng sản. Thì nói chung là ngôn từ ở trong cái dự luật này và đã trở thành một cái dự luật được thông qua bởi Hạ viện Hoa Kỳ. Sau đó thì nó sẽ được đem lên Thượng viện và Tổng thống để mà ký thành luật, thưa quý vị. Thì nói chung với những cái phát biểu như thế thì đã gây căng thẳng cho bên phía Trung Quốc, và cũng không có gì ngạc nhiên. Sau đó thì bên phía Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên là phát ngôn viên của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng với cái dự luật này thì bên phía Hoa Kỳ gây hấn và muốn làm mất ổn định, mất đi cái sự an ninh của khu vực, đặc biệt là kích động Đài Loan trở thành một quốc gia riêng biệt. Điều mà ông Triệu Lập Kiên nói rằng phía Hoa Kỳ đã vi phạm những cam kết trước đây là chính sách một quốc gia, thưa quý vị, tức là One China Policy. Thì trong đó
ông Triệu Lập Kiên nhắc tới là ba lần phía Hoa Kỳ đã tuyên bố là sẽ tuân thủ vào chính sách một quốc gia Trung Quốc mà thôi. Thì ông viện dẫn những cái lần mà bên phía Hoa Kỳ đã tuyên bố như thế và yêu cầu phía Hoa Kỳ cần phải nhất quán, cần phải tôn trọng những cam kết một quốc gia đối với Trung Quốc. Thì có thể nói rằng phía Trung Quốc phản đối với những cái ý đồ, ý định của Quốc hội Hoa Kỳ là muốn tách Đài Loan và coi như Đài Loan là một quốc gia riêng biệt. Thì với cái dự luật và đã được thông qua ở Hạ viện thì có thể nói rằng là bên phía Đài Loan rất là vui mừng và cho đó là một chiến thắng và một lời khẳng định bảo vệ bảo kê của chính phủ Hoa Kỳ đối với đảo quốc Đài Loan. Và phát ngôn viên của bà Thái Anh Văn, tức là Tổng thống Đài Loan, đã hết sức ca ngợi cái quyết định mà cái dự luật này được đưa ra trong cái bối cảnh hiện nay, thưa quý vị. Thì tiếp theo, bên phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố là sẽ bán một gói vũ khí trị giá 750 triệu đô la cho đảo quốc Đài Loan. Thì gói vũ khí này gồm có là 40 chiếc xe pháo tự hành Paladin M109A6. Thì pháo này là pháo tự hành, có thể nói rằng với cỡ nòng là 155mm. Thì mỗi chiếc xe Paladin này với cái tổng số là 40 xe, thì có nhiều chuyên viên quân sự trên thế giới cho rằng đây là một cái giá đắt đỏ vì trị giá lên tới 750 triệu đô la. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin sẽ phân tích và nói rõ. Thực tế thì cái hợp đồng này nó không chỉ gồm có 40 xe pháo tự hành 155 ly mà nó còn gồm có thêm 20 xe chở đạn đặc chủng, 1.700 bộ kit để mà hoán cải từ những bom thường trở thành bom thông minh. Ngoài ra còn sẽ xây dựng cho Đài Loan một trung tâm tác chiến điện tử tối tân. Đó là một cái gói mà trị giá tổng cộng là 750 triệu đô la. Thì nói về xe pháo tự hành 155 ly M109A6 Paladin, thì quân đội Hoa Kỳ đã có những cái hợp đồng sản xuất lên tới 990 chiếc pháo xe tự hành này và đã quyết định bán cho Đài Loan là 40 chiếc. Ở thế hệ A6 thì nó cũ hơn so với thế hệ A7 mà quân đội Hoa Kỳ đang sử dụng. Thì có thể nói rằng với cái chiếc xe hay còn gọi là pháo tự hành 155 ly thì năng lực tác chiến của nó với cái tầm gọi là tầm bắn thì khoảng 24 km, đó là với đạn thường. Còn với đạn tăng tầm thì có thể lên tới tầm xa 30 km. Ở đây với cái chiếc xe pháo tự hành 155 ly thì với loại đạn Excalibur thì tầm bắn chính xác lên đến 40 km và đầu đạn được định vị bằng hệ thống GPS tối tân. Tuy nhiên bên phía Hoa Kỳ đã vấp phải sự phản đối của Thụy Điển là một quốc gia mà sản xuất đạn Excalibur. Có lẽ là bên phía Thụy Điển đã bị phía Trung Quốc tác động, cho nên bên phía Thụy Điển đã thông báo cho phía Hoa Kỳ rằng là sẽ không bán loại đạn này cho Đài Loan nhằm kiềm hãm sức mạnh của những chiếc Paladin M106A6.
Thì có thể nói rằng với cái tầm bắn từ 24 km lên tới 30 km thì cũng tạm đủ cho gọi là pháo binh của Đài Loan. Hiện nay pháo binh của Đài Loan đều sử dụng những khẩu pháo rất là cũ kỹ thưa quý vị, đủ loại từ cái thời xa xưa, 105 ly, rồi 122 ly, 155 ly, 203 ly chẳng hạn như vậy. Thì với sự bổ sung của 40 chiếc xe pháo tự hành này thì năng lực tác chiến của Đài Loan sẽ được tăng lên rất nhiều và sẽ được bố trí cho hai lữ đoàn cơ động pháo, và có thể nói rằng hai lữ đoàn Thùy Dung và Hải Phòng. Thì tiếp theo cái gói vũ khí này thì bên phía Hoa Kỳ cũng đã chào hàng những cái hệ thống tên lửa tầm trung với tầm xa lên đến từ 300 km cho đến 600 km, và cho rằng là phía Đài Loan cũng cần phải có những cái năng lực hỏa tiễn tầm trung để mà có thể tấn công sâu vào lãnh thổ của Trung Quốc nếu mà chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan xảy ra. Và với những cái tên lửa tầm trung thì Đài Loan có thể khống chế các sân bay hoặc là các hải cảng của Trung Quốc dọc theo ven bờ để mà ngăn ngừa những cái cuộc tấn công của lực lượng Trung Quốc vào đảo quốc Đài Loan. Thì đó là những cái gói, những cái đề nghị về quân sự của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Thì tin tức mới nhất mà chúng ta cũng được biết là bên phía quân đội Afghanistan đã buông súng đầu hàng cho Taliban vào ngày 15 tây tháng 8. Thì ai cũng biết rằng lý do chính là do phía Hoa Kỳ rút đi và có thể nói là bỏ rơi quân đội Afghanistan. Thì bên phía Trung Quốc cũng nhân cái sự kiện mà phe Taliban chiếm giữ quyền lực vào ngày 15 tây tháng 8 trên toàn cõi Afghanistan thì đã dùng đó là một cái bài học để đe dọa Đài Loan và nói rằng là Đài Loan hãy liệu hồn, hãy coi chừng là một ngày nào đó trong tương lai là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Đài Loan, thưa quý vị. Một cái lời theo như nhiều người nói là mượn gió bẻ măng để mà hăm dọa Đài Loan một cách chính thức. Và đương nhiên thì bên phía Đài Loan với cái sự yểm trợ của Hoa Kỳ cũng không thể nào là mãi mãi hoặc cũng không thể nào là vĩnh cửu. Do đó là bên phía Trung Quốc nói rằng là Đài Loan hãy suy nghĩ lại và hãy thống nhất với Trung Quốc trong tương lai, hoặc ít ra là cũng phải dịu giọng với Trung Quốc để tránh rơi vào cái tình trạng mà phía Trung Quốc nói rằng là một ngày nào đó trong tương lai Hoa Kỳ vì những cái tổn thất, những cái phí tổn quá lớn hoặc là những cái lợi lộc không được thỏa mãn thì phía Hoa Kỳ một ngày nào đó, một ngày đẹp trời có thể là buông tay hay còn gọi là rút ống thở hay là ngoảnh mặt làm ngơ hay rời đi hay là bỏ rơi Đài Loan, thưa quý vị. Những cái kịch bản mà phía Trung Quốc đưa ra nhằm hù dọa Đài Loan, và chúng tôi cũng đã từng nói về cái năng lực phòng thủ của Đài Loan là với tổng số vũ khí mà Đài Loan hiện có thì có thể chỉ cầm cự trước Trung Quốc trong 30 ngày mà thôi, thưa quý vị. Còn sau đó có cầm cự thêm được nữa hay không thì là một cái dấu hỏi lớn, và trừ khi mà bên phía Hoa Kỳ đồng ý tiếp trợ, tiếp tay tuồn vũ khí, đưa vũ khí, bán vũ khí, cho mượn vũ khí, đây là những vũ khí hạng nặng đến đảo quốc Đài Loan nhằm chống lại sự tấn công của Trung Quốc. Và chúng ta cũng biết là trong thời gian qua Trung Quốc cũng nhiều lần khiêu khích Đài Loan bằng cách cho máy bay
xâm phạm vào đường trung tuyến chẳng hạn như vậy nhiều lần và ở mức độ ngày càng tăng, thì có thể nói là bên phía Đài Loan cũng bị chịu áp lực rất nặng nề. Ngoài cái vụ mà xâm phạm không phận thì bên phía lãnh hải Trung Quốc cũng đã cho nhiều tàu hút cát lấn sang vùng biển của Đài Loan để mà hút cát trộm, lấy đi những bãi cát ở dưới đáy biển thuộc Đài Loan. Thưa quý vị, đây cũng là một cái vấn nạn rất đau đầu đối với lại lực lượng bảo vệ lãnh hải của Đài Loan. Thì có thể nói là đó là những cái tin tức về Đài Loan, và phía Trung Quốc cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ là có bốn vấn đề nhạy cảm mà Trung Quốc không muốn Hoa Kỳ tác động đến. Thì xin thưa, bốn vấn đề đó liên quan tới độc lập, thì yêu cầu là phía Hoa Kỳ và phương Tây không dùng bốn cái chiêu bài này để tấn công Trung Quốc. Thứ nhất là Tân Cương độc lập, thứ hai là Tây Tạng độc lập, thứ ba là Hồng Kông độc lập, và thứ tư là Đài Loan độc lập. Thì phía Trung Quốc nói rằng không muốn phương Tây và Hoa Kỳ kích động thành những phong trào đòi độc lập nhằm mục đích là tách rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc, nhằm mục đích là tấn công hoặc đưa Trung Quốc vào cái thế mà nội bộ rối loạn, nội bộ phân hóa và chia rẽ vì những cái đòi hỏi độc lập của bốn vùng lãnh thổ đó. Thưa quý vị, thì đó là những cái tin tức liên quan đến Đài Loan. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chuyển Thiền đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.